là một trong những món ăn ngon và có hương vị đậm đà nhất của ẩm thực Việt Nam. Bún bò Huế được rất nhiều người yêu thích và điều thú vị là món ăn này có thể được ăn vào mỗi buổi từ sáng đến chiều tối. Bún bò Huế đã được Tổ chức Kỷ lục Châu Á đưa vào danh sách top 100 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á. Một tô bún bò Huế ngon sẽ có vị ngọt của nước hầm xương, vị béo của giò heo, có vị cay nồng mang đặc trưng xứ Huế. Nước hầm xương trong bún bò chứa sả cùng với mắm ruốc, một loại mắm mà chỉ có ở xứ Huế, tạo nên vị ngọt đặc trưng mà không nơi nào có được. Bún bò Huế là sự kết hợp của nhiều thực phẩm, mang lại sự phong phú, đa dạng trong thưởng thức. Rau thơm sẽ mang lại cho món bún bò một hương vị thơm đặc trưng kết hợp với các rau sống ăn kèm khác như hoa chuối bào, rau muống chẻ, giá đỗ, mang lại cho tô bún một màu sắc đẹp và hấp dẫn thực khách. Kinh doanh món bún bò Huế là cơ hội kinh doanh lớn cho nhiều người. Tuy nhiên, để kinh doanh hiệu quả món ăn này đòi hỏi nhiều yếu tố và trong đó có hai yếu tố rất quan trọng, đó là chất lượng món ăn và giá thành sản phẩm. Thầy Nguyễn Quốc Y là một phù thủy chế biến các món nước tại Việt Nam, đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy bí quyết nấu món bún bò Huế. Thầy Y đã nấu ra món bún bò Huế ngon vượt bậc về chất lượng, hương vị thơm ngon đặc biệt, tạo đẳng cấp cho món ăn. Đã có hàng trăm học viên trên toàn thế giới là học trò của thầy Y. Họ đã rất thành công khi kinh doanh tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Thầy hướng dẫn rất là tận tình từ khâu đi chợ đến khâu chế biến, từ những chi tiết nhỏ nhất, từ trang trí cái tô bún sao cho đẹp, hấp dẫn. Và cách bán hàng mang về thế nào rất là tỉ mỉ. Hương vị thì khi thực hiện xong tô bún thì hương vị rất là thơm ngon, nước nèo rất là thanh. Hương vị thì rất là mang một cái gì đó rất là riêng. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Hôm nay đến đây học với thầy thì mình rất ưng ý và vì thầy dạy rất là nhiệt tình về và cởi mở chu đáo. Món ăn sau khi được thực hành thì rất là hợp với khẩu vị của mình và mình hoàn toàn ưng ý. Trong những năm gần đây, thầy Y đã nghiên cứu thành công cách nấu bún bò Huế theo hướng công nghiệp. Đây là xu hướng mới trong kinh doanh ẩm thực thời hậu Covid. Giải pháp nấu theo hướng công nghiệp vừa khoa học vừa đơn giản lại tiết kiệm rất nhiều chi phí. Rút ngắn thời gian nấu nhưng vẫn nấu được với số lượng lớn. Thịt bò, giò heo, nước dùng được đóng gói bảo quản đông lạnh, sử dụng trong nhiều ngày. Tất cả các quy trình sản xuất và bảo quản được xử lý tại bếp trung tâm và quầy bán hàng, được bố trí khoa học, giúp thao tác nhanh, không sử dụng nhiều nhân công. Những giải pháp của thầy Y giúp các học viên tự tin hơn khi chọn kinh doanh mô hình quán bún bò Huế. Buổi học hôm nay rất giúp ích cho tôi vì tôi nắm được quy trình chế biến món rất là nhanh và không có tốn nhiều công sức. Buổi học hôm nay thì tôi rất là hài lòng. Qua cái buổi học hôm nay á, thì tôi cảm nhận được á, cái sự nhiệt tình của thầy đối với học sinh á. Như tôi là học thầy á, thì rất từ một thằng mà không biết gì á, mà nghe thầy dạy á, cảm giác rất là thích. Mời lắm. Khi mà mình không biết gì á, mình hỏi thầy, thầy cũng chỉ, thầy tận tâm, thầy chỉ từ ly từ tí. Tôi thấy thầy á thương học trò lắm. Thầy là một người rất là tận tình quan tâm học trò, được thầy hỗ trợ thực hành tại quán của thầy luôn. Thầy hỗ trợ tất cả mọi thứ cho mình, cho học viên học qua cái khóa này á, là tôi rất muốn là nấu cái món bún bò từ thầy. Đại dịch đang hoành hành, việc đi lại giữa các quốc gia gặp nhiều khó khăn hơn. Nestpay đã triển khai các khóa đào tạo từ xa, giúp cho nhiều học viên trong nước
từ các nước như Mỹ, Canada, Úc, châu Âu và Đông Nam Á được học tập bí quyết nấu bún bò Huế từ thầy Y. Thì từ khi mà đại dịch nó xuất hiện á, thì hơn một năm rồi, thì phải nói là cái giải pháp mà học từ xa nó rất là hiệu quả. Thì những phương pháp mà thầy dạy từ xa thì đã chuẩn bị từ lâu rồi. Trước đây thầy vẫn dạy từ xa để cho các bạn không có điều kiện về, nhưng mà hiện nay là cái dịch thì cái phương pháp đào tạo từ xa nó sẽ phổ biến hơn, đã giúp cho các bạn có thể là chuẩn bị những cái mô hình kinh doanh á, có thể là vẫn học được trực tiếp với thầy thông qua mạng. Với phương pháp học từ xa, thầy Y sẽ hướng dẫn kỹ từng công đoạn sơ chế, chế biến, bảo quản nguyên liệu, thành phẩm qua màn hình điện thoại. Việc học này sẽ giúp cho học viên tiết kiệm nhiều chi phí đi lại, nhưng kết quả vẫn như học trực tiếp với thầy. Phương pháp giảng dạy thì nó có những hướng dẫn, không những là những cái bí quyết công thức rất là riêng để cho các bạn có những cái chất lượng vượt trội, và còn làm hướng dẫn theo cái cách làm công nghiệp. Công nghiệp tức là các bạn làm số lượng lớn, các bạn thấy bảo quản lâu được. Đó, và cái công tác chuẩn bị nó sẽ rất là kỹ lưỡng, khi mà bán hàng nó sẽ rất là nhanh. Và các bạn giảm được cái thời gian rất là nhiều. Với phương pháp nấu bún bò Huế của thầy Y theo hướng công nghiệp, sẽ giúp cho tất cả mọi người có thể học và triển khai kinh doanh nhanh và hiệu quả. Chúng tôi tin rằng món bún bò Huế sẽ nâng tầm và luôn giữ vị trí là món ăn ngon hàng đầu, góp phần tạo nên cơ hội kinh doanh lớn cho người Việt trên toàn thế giới.